Xin chào các bạn, cùng trở lại với F8. Và ở trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn chi tiết về cái cấu trúc thư mục dự án được tạo ra bởi thằng Great Gap. Thì đương nhiên khi mà các bạn nắm rõ được từng file, từng thư mục ở trong cái dự án của các bạn nó có cái vai trò để làm gì thì các bạn làm việc nó sẽ dễ dàng hơn, và trong tương lai thì nó tránh gặp phải những cái sự bỡ ngỡ, đúng không? Các bạn cũng lưu ý là qua những cái bài học gần đây thì mình chia sẻ cho các bạn rất là nhiều những cái thông tin nó liên quan trực tiếp tới những cái dự án được tạo ra từ nốt như thế này, hay là được tạo ra từ Quadpack rồi. Từ những cái thông tin như là thằng thư mục nodeModule này, file package.json này, package gạch ngang log.json này, yarn log này, đúng không? Yarn này, npm này, npx này, đó. Thì khi các bạn học tới video này, mình mặc định là các bạn đã học qua những kiến thức kia rồi, thế nên là mình sẽ không đề cập lại nó nữa, mình sẽ đề cập tới những cái kiến thức mới thôi, được chưa ạ? Ok, thì bây giờ các bạn hãy mở cái VS Code của các bạn lên, add cái dự án TikTok mà chúng ta đã tạo ở cách đây vài video. Các bạn có thể quan sát thấy đây chính là cấu trúc thư mục được tạo ra bởi thằng CreateGap. Thì đầu tiên là thằng NodeModule nó chứa tất cả những cái thư viện được cài đặt sử dụng trong dự án của các bạn, và các bạn đã biết điều này nên là chúng ta chuyển sang thư mục tiếp theo là Public. Public nó có nghĩa là công khai, thế nên là hiểu đơn giản là gì, tất cả những cái file nằm trong cái thư mục Public này các bạn có thể truy cập được nó qua cái địa chỉ web khi nó chạy ở chương trình duyệt đấy. Mình ví dụ nhé, mở terminal lên này, new terminal, đứng tại dự án chọn yarn log, xin lỗi các bạn, yarn start, nếu mà các bạn đã cài yarn, không thì các bạn sử dụng là npm start cũng tương tự thôi. Đó, thì nó bật lên web đây, các bạn nhìn thấy không? Thì đây là cái địa chỉ trong web này, các bạn có thể gõ cái dấu gạch chéo này và các bạn truy cập được qua những cái file đang nằm ở trong thư mục Public này. Thì giả sử ở đây nhá, mình muốn truy cập cái file là logo 52.png này, mình copy lấy cái tên của nó, mình dán nó đằng sau này, mình enter một cái. Đó, các bạn sẽ thấy là mình truy cập được vào cái ảnh này nhá. Các bạn lưu ý là chương trình duyệt ấy, những cái ảnh nền trong suốt ấy thì nó hiển thị là nền trắng này thôi. Đấy, chứ còn trong này nó nền đen là bởi vì thằng VS Code thôi, để tránh các bạn hiểu nhầm là nó không đúng file, thực ra nó là một nhá. Thôi ok, mình sẽ mở thêm một file nữa là file manifest.json. Đó, các bạn để ý này, nó có cái short name này, cái name này, đó. Thì mình đi mở ra nhá. Copy name của nó thay vào đằng sau cái dấu gạch chéo enter. Đó, mình đã mở được cả file JSON này rồi. Còn đương nhiên là những cái file mà nằm ngoài thư mục public này thì các bạn không có thể nào mà mở được nó ở trên cái trình duyệt của các bạn đâu. Thì mình cũng chia sẻ kỹ hơn ở góc độ học thuật một tí. Thì cái thư mục public này nó đóng cái vai trò là thư mục gốc, hay còn gọi là thư mục root. Khi mà các bạn mở cái web server lên, thì trong cái tình huống này là các bạn đang mở cái web server. Đấy, cái web server được chạy bởi Node ở đây. Thì cái web server này nó đang coi cái thư mục public này là thư mục gốc. Thế nên là khi nó start lên cái địa chỉ là localhost với cái port là 3000 đó, thì nó sẽ làm sao? Nó trỏ thẳng vào cái thư mục public này. Đó. Thì chính vì vậy mặc định nó được cấu hình, nó sẽ tải ra cái file index.html này các bạn nhé, luôn luôn tải ra cái file này. Đấy, trừ khi các bạn gõ những cái file cụ thể vào như này thôi. Đấy, thì nó mới tải ra cái ảnh. Còn các bạn mà gõ sai cái path, một cái file không tồn tại, hay là gõ đúng là HTML ấy, thì nó sẽ luôn tải ra cái file là HTML này. Bởi vì cái ứng dụng của chúng ta là single page app, thế nên nó mặc định là gì? Ứng dụng của chúng ta nó sẽ luôn mở cái file index này nhá. Thế nên là mình có thể làm demo với bạn, đây chuột phải vào trang, chọn là view page source. Đấy, đây chính là nội dung của file index. Còn giả sử trong cái tình huống mà mình đi nhập sai nhá, ví dụ như là gì? Là abc.html đi, không hề có cái file này. Các bạn thấy là cái trang web nó vẫn được mở ra đấy, chuột phải ra chọn view page source. Vẫn là file index của chúng ta. Đó, mình vừa nói đấy các bạn. Tức là trong cái tình huống là các bạn nhập sai path hay là những cái file không tồn tại đấy, thì nó đều hiểu là sai path, thì mặc định nó sẽ luôn tải cái file index này ra để giúp cái web của các bạn nó sẽ luôn được hiển thị nhá. Ok, thì tiện đây mình cũng giải thích luôn cho các bạn những cái file nằm ở trong này. Thực ra những file này không liên quan React cả, dự án web nào các bạn cũng đều có thể sử dụng nó. Thằng path icon này để nó hiển thị cái icon ở trên cái tab trình duyệt này, đó chính là cái icon này. Thì để nó hiển thị được thì người ta phải link nó vào cái file index.html này với một cái thẻ link đấy, thẻ ring rel và icon đây, và nó trỏ vào cái file pathicon.icon đây. Đó thì nó mới hiển thị ra nhá. File index này thì nó sẽ load cái web của bạn lên rồi. Còn đây là những cái file tĩnh, hình ảnh thôi, sử dụng tùy vào mục đích của các bạn. File manifest.json này nó là cái file khai báo rõ ràng thông tin về cái web của các bạn. Nó thường được sử dụng để khai báo cho trình duyệt nó hiểu cái web của các bạn trong những tình huống các bạn phát triển cái web gọi là web PWA. Đấy, các bạn nào quan tâm thì có thể search từ khóa này, còn ở trong cái này chúng ta không có nhắc tới thằng này. Đó, ok. Thằng robot.txt này là cái file để hướng dẫn cái công cụ tìm kiếm khi mà nó quét cái web của các bạn là nó
Nên tìm vào những cái địa chỉ web nào hay là có những cái địa chỉ nào thì sẽ không nên tìm đấy, kiểu như vậy. Đó. Ok, tiếp theo là đến thư mục src, nó viết tắt của từ source, có nghĩa là chứa cái source code của bạn trong này. Đấy, tất cả những cái tài nguyên nằm trong này. Đó. Thì trước khi đi vào thằng này mình sẽ nói qua một vài cái file bên ngoài này đã. Thằng .gitignore này là cái file nó quy định nó khai báo những cái thư mục hoặc những cái file cụ thể nào đó được cái phần mềm Git nó bỏ qua khi mà các bạn commit lên trên Git, lên trên Git server. Đó. Thì ở trong này nó sẽ liệt kê đây này. Các bạn chú ý giúp mình như này thôi. Là với cái dự án khi chúng ta làm với Node ấy, đấy, nói chung với Node nói chung luôn thì các bạn sẽ đưa cái thư mục Node module này vào trong Gitignore, bởi vì thư mục này rất là nặng các bạn nhé, nó rất là nặng đấy. Mình có thể mở lên cho bạn xem, vừa mới tạo dự án trống trơn thôi, mình nghĩ nó phải vài trăm mê. Đó, chuột phải ở đây này, get info này, xem nào, nó đang tính toán, thôi kệ nó, đây tí nữa quay ra xem nhé. Đấy thì ý là gì, bởi vì nó nặng ấy, đây các bạn nhé, bởi vì nó nặng thế nên là gì, chúng ta ignore đi để tránh cái việc cả các thành viên ở trong trong dự án chúng ta khi mà kéo dự án về qua Git là sẽ phải tải cả một cái thư mục lớn về. Đấy. Thì các bạn bỏ cái thư mục Node module đi thì cái dự án của bạn nó chỉ còn đâu đó là từ vài trăm ki cho đến vài megabyte thôi chẳng hạn. Còn thằng Node module này tại sao lại có thể ignore nó? Được, bởi vì là sao? Bởi vì mà khi mà các bạn cài dự án ấy, cài thư viện ấy thì nó đã khai báo sẵn ở trong cái thằng package JSON này rồi. Đó, nó nằm hết trong này rồi. Và thậm chí nếu mà các bạn có file log thì nó cũng mô tả rất là kỹ ở trong này rồi. Đó. Thì khi mà cái người người ta check out dự án này của bạn về qua Git ấy, thì nó không hề có cái thư mục này, mình xóa đi đây. Đấy, nó không có kiểu như này. Được chưa? Đấy. Thì bây giờ ấy, cái người ta check out về nó chỉ như này thôi thì đương nhiên người ta sẽ không chạy dự án được. Mình sẽ mở cái view chọn terminal lên này. View terminal này. Dự án ở đây là mình khi nãy mình chạy rồi thế nên là vẫn chạy được nha. Bây giờ mình Ctrl C mình thoát mà mình chạy lại nó không có chạy được nữa. Lý do là bởi vì sao? Nó mất hết những cái thư viện rồi. Chúng ta xóa mất Node module rồi. Thì cái người sau này người ta check out về ấy, người ta không có thêm một Node module, người ta chỉ cần gõ là gian này, enter một cái, hoặc là npm i này một cái rồi enter một cái. Đấy thì nó sẽ kéo dự án về. Trong tình huống này mình đang sử dụng gian nên là có file gian log, thế nên là mình sẽ dùng gian và enter một cái. Đấy nó sẽ kéo thằng Node module về, các bạn chờ vài giây thôi là nó sẽ kéo về. Đó, nó kéo về rồi đây, được chưa? Đó, thì các bạn lưu ý file này là để ignore những cái gì mà các bạn không muốn đưa lên Git. Đấy. Và các bạn lưu ý file log này các bạn có thể commit lên trên Git và đừng ignore nó, bởi vì nó là cái file khá là quan trọng. Các bạn ignore nó thì cái người thành viên trong dự án của các bạn mỗi người sẽ có thể kéo về một cái phiên bản thư viện khác nhau, đôi khi nó sẽ dẫn đến sinh xung đột đấy các bạn nhé. Cứ dùng chung cái file log hoàn toàn ok nhá. Ok. Đó, trong này thì nó có một cái thư mục build này nữa. Thư mục build này nó sẽ sinh ra sau này mà khi mà các bạn chạy cái lệnh này để triển khai cho người dùng cuối này là gian build chẳng hạn này. Đấy các bạn chờ một xíu thôi. Nó sẽ build cái dự án của bạn ra để nó optimize cho production. Đấy nó sẽ sinh ra thư mục build này đó. Và tại sao nó có nằm ở trong này thì để người ta ignore đi thôi. Và những cái file người ta ignore sẵn ở trong này ấy, là những cái file mà nó thường được sinh ra bởi những cái IDE hay là nó sinh ra bởi những cái công cụ các bạn làm việc mà nó không cần thiết, nó không liên quan đến cái việc là phải đẩy lên, thì người ta viết sẵn vào để ignore. Trong tương lai các bạn muốn loại bỏ thì cứ liệt kê ở đây, được chưa? Còn cái thư mục build mà mình vừa build ra này các bạn thấy không? Đấy, mình build ra đây. Đây chính là sản phẩm đầu cuối. Nó generate ra từ những cái source code ở bên này của các bạn, nó tạo ra đây. Thì cái thư mục này nó mang ý nghĩa là để deploy lên cho khách hàng trong tương lai. Bê nguyên cái thư mục này thôi, triển khai lên trên hosting là nó đã chạy ngon lành rồi. Đấy nó sẽ chạy vào cái file index.html này. Các bạn muốn chạy thử ấy thì các bạn đi này, nó gợi ý này. Có thể là gõ là serve cách chữ S build như này. Đấy. Thì anh em nào mà chưa cài serve thì dùng thằng npm cài thằng serve này vào nhá, cài global vào là được. Video trước hướng dẫn rồi đúng không? Đó các bạn chạy là serve cách chữ S cách build này. Đó. Nó sẽ start lên một cái web server khác để chạy đúng cái source code production này. Đó, nó ở cái đoạn là localhost 5000 đây, tự động nó đã copy vào clipboard rồi nên là các bạn có thể mở sang bên này. Mở tab mới và chọn paste vào localhost 5000. Đó. Thì web này là web mà nó chạy production. Đấy, nó không liên quan gì tới cái webpack lúc này nữa, nó không liên quan gì tới cái việc mà các bạn dev ở bên này nữa. Đấy, đây là sản phẩm được build ra và nó chính là cái gì mà khách hàng của bạn sau này các bạn sử dụng. Nó mini file này các bạn thấy không? Code nó thành một hàng rồi này. Đó. Mình bấm vào like grab này nhá. Đấy các bạn sẽ thấy là những cái file này, đấy những cái file .txt này. Đấy nó cũng được minify lại này. Đó hay là những cái file JavaScript này. Đấy nó cũng được minify lại này. Đó, ok, thì mình nói qua để cho các bạn hình dung ra, mình tắt đi nhá. Thoát cái server này bằng cách là bấm Ctrl C, được chưa? Rồi. Tiếp theo này, đến cái file package này thì các bạn biết rồi này, readme này là cái file mô tả của Git thôi, nó là cái file document để nó hiển thị khi mà các bạn đẩy lên Git thôi. Genlog thì cũng nói ở video trước rồi này. Ok, quay vào cái file này. Thì các bạn mở ở trong này ra, các bạn sẽ thấy cái file index.js. Thì đây chính là cái file được hiểu là cái file entry point của Webpack, nó sẽ trỏ vào đây.
Thì khi webpack nó trỏ ở đây thì nó sẽ đọc cái phần nội dung của file này và cuối cùng thì nó render ra cái file bản đồ JS để nó chạy khi mà cái web của bạn nó được chạy trên trình duyệt. Thì trong này các bạn sẽ viết code của ứng dụng React của các bạn thôi. Thông thường nó sẽ lấy thằng React, React DOM vào và nó thực hiện render ra một cái component duy nhất tên là app này thôi. Và trong cái component app này các bạn sẽ viết toàn bộ những cái website của các bạn nằm ở trong này. Các bạn có thể chia nhỏ cái website của các bạn trong cái file rồi import nó vào cái file app này. Đó thì chúng ta sẽ chia nó ở trong những bài học sau, tạo ra nhiều folder, nhiều cái component rồi chúng ta import vào các bạn nhé. Thì ở trong này các bạn để ý rằng là các file này nó cũng hết sức là bình thường thôi. Như kiểu là ở file index này nó sẽ import những cái file CSS này. Đấy. Thì các bạn lưu ý là file CSS này hết sức bình thường. Đấy, mở ra bên này. Nó được thằng Webpack nó hỗ trợ thành module, thế nên là có thể import. Đấy, các bạn thấy không? Nó cũng chỉ là file CSS bình thường thôi. Ok, thì trong này các bạn cần quan tâm một số file khác. Những cái file mặc định này thường mình sẽ xóa bỏ nó đi để dựng cái dự án theo cấu trúc của mình. Thì vài bài tới mình sẽ làm cái điều đó. Trong này thì có cái file file này chỉ là file logo, nó được import vào để nó quay quay thôi các bạn nhá. Đó, không có gì đặc biệt. Thì file report web visuals này nó là cái file để nó thống kê báo cáo, nó giúp các bạn có thể nó giúp các bạn cung cấp cho cái công cụ tìm kiếm trong tương lai để nó hiểu được cái web của các bạn nó có cái hiệu năng như nào nhằm mục đích là tối ưu trải nghiệm người dùng. Thì cái này nó được tích hợp sẵn ở trong cái dự án tạo bằng Create React App rồi. Trong tương lai thì các bạn có thể gửi những cái thông tin này lên cái công cụ tên là Google Analytics, tức là cái công cụ phân tích của Google để nó phân tích cái website của các bạn. Từ đó là các bạn biết được website của bạn có những cái hiệu năng như thế nào, truy cập thời gian tải bao nhiêu hay là thời gian render ra giao diện bao nhiêu. Thì từ đó các bạn có thể phát hiện ra cái vấn đề website của mình và các bạn nâng cấp cái hiệu năng ứng dụng của bạn lên. Đấy à. Thì file này nó sẽ sử dụng với mục đích là để tối ưu trải nghiệm người dùng. Gửi báo cáo thống kê lên trên Google Analytics được các bạn nhé. File setup test này là để chạy test, cái này thì các bạn phải học riêng. Đấy, trong khóa này khả năng mình cũng chưa đề cập tới cái này bởi vì thông thường khi đi làm mà các bạn phải sờ tới cái này thì các bạn tự học lúc đó. Đại loại là nó sẽ giúp các bạn viết test các bạn nhé. Viết test lại những component của các bạn xem nó có chạy đúng cái mong muốn của các bạn không ấy, kiểu như vậy. Đấy, thì thông thường test sẽ phải học riêng. Rồi. À, hết rồi các bạn, đó. Thì mình cũng nói kỹ một xíu thì cho anh em hiểu được cái cấu trúc thư mục dự án trong tương lai thì đỡ phải bỡ ngỡ. Các bạn có cái thắc mắc gì thì có thể comment xuống video của mình, thì chỉ cần 1 đến 2 video tới mình sẽ trả lời cho các bạn nhé. Ok, và cảm ơn các bạn đã đón xem. Xin chào và gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.